Chào các bạn quay trở lại với Gonzi. Hôm nay Gonzi xin giới thiệu với các bạn một số đồ chơi như sau. Đầu tiên là xin giới thiệu với các bạn là người nhện Spider-Man. Wow, người nhện này là người nhện trèo tường ấy. Wow, đẹp chưa? Các bạn thấy chưa? Cái chân này to chưa? Cơ bắp chắc chưa? Chạy nào! Tung trưởng! Úi dồi ôi! Hiểu dồi ôi, đấm đánh ta! Hiểu dồi đấm đánh nhà! Úi dồi ôi! Không sao! Người nhà này không sao! Úi dồi ôi! Thôi! Người nhà này! Tao rồi! Úi dồi! Thôi! Không đánh như thế nữa! Này! Quả cầm với người nhà! Cho quả người nhà! Này! Cầm với người nhện đây, dưới này người nhện đứng đây nhá. Wow, người nhện đứng rồi, úi rồi, trong chiến đấu người nhện, úi rồi rồi. Người nhện đây, ngoài, úi rồi. Tuy nhiên, úi rồi, ôi giời, đánh chết người nhện rồi, không được đánh người nhện nữa, người nhện chết đấy. Úi rồi, chết người nhện rồi, không đánh người nhện nữa đâu, người nhện sắp chết rồi đấy. Úi rồi. Không chưa đánh người nhện đấy nha. Úi dồi ôi, bao được quá. Úi dồi. Đây, neo tường, neo tường. Ai ui, mấy người nhện neo tường nha. Ôi, đây, cầm bên người nhện này, ôm người nhện lên neo tường. Rồi, bây giờ tiếp theo giới thiệu với các bạn là một chàng kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa. Đây là một con ngựa bạch và ngựa sinh thú đấy. Con ngựa này có thể chạy được và phát ra tiếng kêu. Chúng ta cùng bật nhá. Đây là nút công tắc. Ôi trời ơi, kêu chưa? Bây giờ để xem này. Đẹp chưa? Nào chạy thôi. Chạy rồi. Ôi chạy qua bên đây. Có chạy ra. Con gì chạy ra không? Nó đâm người ra. Ôi trời. Con gì ra? Đi ra nhá. Đâm một người. Đâm một người chết rồi. Ngựa tiếp tục chạy. Chạy thôi. Đấy. Trình tên 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 tên. Chạy đi. Ngựa nghỉ một tí đây. Ôi. Cho ngựa chạy đi. Thấy chưa? Không đến cả. Tiếp theo xin giới thiệu với các bạn. Đây là một chú cá. Chú cá này ở trong bộ phim hoạt hình đấy. Các bạn có thấy đẹp chưa? Đấy, mắt chú cá có thể nhìn đấy, nhìn các bạn đấy. Rất là đẹp nhỉ. Chú cá đang cười tươi chưa? Và cái đuôi của chú cá thì vậy. Đây yên. Các bạn nhìn thấy chưa? Đuôi của chú cá vẫy này. Đang quay mà. Cái đuôi